trống trơn. Ngay lúc nhiều. Thì được quay lên. Cái này nó vòng qua cái cây mà mọi người nhìn thấy nó như trong trăng quấn nè. Cái đấy gọi là cây huyết rồng. Huyết rồng. Tài liệu. Như bên này mình thấy có bên trong là cây gõ đỏ. Cây to này. Dạ cây không, cây mình thăm là cây trong này ạ. Còn em đang giới thiệu mình sơ về cái cây bên trong là cây gõ đỏ đấy ạ. Thì bên ngoài nó là cây đa. Bên ngoài những cái bà họ đặt cho là cây bốc cổ hoặc là ma cây hoặc là cây phụ tình thì đều nói về cái cây này hết đấy. Nhiều du khách bảo là sao ông chặt cái cây đa đi để cứu cái cây gõ đỏ. Mình gõ là gỗ quý mà. Mình gõ là cây này đẹp nhỉ? Cái này là một cái cây mà được lên phim này, được lên những MV ca nhạc rất là nhiều. Mình có tên gọi là cây đa lộc giao hoặc là lục giao, nhưng mà nó sáu gốc nó giao nhau tại là một điểm. Mình gọi là lục giao hoặc lộc giao. Sáu gốc. Cây này cũng khoảng hơn 400 tuổi. Quả gì đây? Quả của cây nhọc ấy ạ. Cây nhọc ạ? À? Nhọc của cây nhọc ấy. Quả đấy là một loại yêu thích của mượn. Làm tháng này. Mạnh được yêu thương. Đại ơi, chúng sang bên này đi. Thế như vậy là cái như vậy là theo như anh nhận định là cái tour đặc sắc nhất của vườn này là cái tour bầu xấu đúng không? Dạ, bầu xấu thì nếu mà gọi là đi bầu xấu đẹp thì nghĩa là đầu gối đập vào cằm đấy. Khi mà đầu gối đập vào đấy có thả khỉ không em hay là nuôi nhốt? Nghĩa là nuôi tự nhiên luôn đấy. Quá trình thì anh em ở đấy thì anh em cho ăn thì thấy nhiều con cái thì bắt đầu anh mới lần mò tới đấy. Lần mò thế nào không biết, lần mò thời qua thời gian này cái anh cô ở thôn, cô ở trong chuồng này cô có bầu cô có bầu thế mới là các anh cứu hộ đây. Các anh nghĩ là thường thì chúng ta khi mà chúng ta tái thả ra ngoài con cứu hộ còn thả ra ngoài tự nhiên, sự tồn tại của nó thấp nhất của nó cũng thấp lắm. Nên là các anh chủ thả ra theo thế nào cô thay đổi trong thời gian thì cô ấy, cái anh ngoài bên ngoài thì lại tập cho cô ấy ăn được các thuốc ngoài tự nhiên, các cái lá cây, các cái trái cây. Đồng thời cô này đây này tập cho anh ăn được các thức ăn ở mà chúng ta hay cho nó ăn đấy. Đấy thế này, nhưng bây giờ là sinh sôi và phát triển sau rất nhiều năm để rất nhiều lứa và bây giờ là chúng ta đã nói trở nên là bảy cá thể. Đặc biệt là cái anh này là khác với anh ở ngoài hoang dã, hẳn là
con mượn ở ngoài đã thì sống chung thủy với một cái, mà anh này sống được hai con cái cả. Ui chưa à, con này số đỏ. Đấy, số đỏ, số đỏ. Số đỏ. Số đỏ. Số đỏ đấy. Xuất xứ Thái Lan đấy. Thái Lan. Nhưng cái chị nhìn thấy rồi, mượn thì là loài không có đuôi, chúng di chuyển bằng tay của nó và bằng những cách di chuyển cành này sang cành khác. Thì cho con mượn cái thì dưới 2 tuổi thì nó là khi sinh ra nó sẽ là một đứa con đều là màu vàng. Sau 2 tuổi thì bắt đầu nó bộ lông nó chuyển sang màu đen, đến khi 7 tuổi thì bắt đầu giai đoạn lại màu vàng. Nếu là con cái bộ lông nó chuyển sang màu vàng. Phương thức đi ngủ á. À, một em chim bé đang ngủ trên cây. Hôm nay vàng rồi. Đạp trên lá vàng khô đây. Nó vẫn đi bình thường. Chị có sức khỏe, niềm vui và tràn đầy những thu hoạch trong cái công việc của mình. Sự hiện diện của các anh các chị ở trên trung tâm cứu hộ Đảo Tiên là một cái trung tâm của trực thuộc của Vườn Quốc gia Cát Tiên với sự kết hợp của tổ chức Mangi Vua. Trước đây thì cái tổ chức Mangi Vua này thì nó hoạt động gần như độc lập và với sự hỗ trợ pháp lý và nhân sự. Nhưng gần đây thì có sự kết hợp của Bộ Lâm nghiệp và Vườn Quốc gia Cát Tiên để hình thành lên đối tác thực hiện. Từ ngữ Việt Nam nó phong phú. Nếu như mà trải đọc được chữ thì đây là cái bài học đầu tiên con rút lên nó vàng. Tất cả là có 10 cái khúc chính và một số cái khúc nhỏ. Khúc nhỏ là tại sao không khúc nhỏ vì nó do cái khúc rất là và một điều cực kỳ đương nhiên là cái con bố con anh con chị nếu có là nó sẽ nhảy xuống cứu và người muốn bắt con được phân tích cả gia đình. Về cái tính gia đình của đoàn cực kỳ đại. Như vậy thì gia đình của nó tối đa khoảng 6 cá thể. Vậy thì khi nó mới thành đôi mà một con thì nó người ta phải bắn chết từ 4 mét để bắt một con. Và có anh có chị đâu đó và khoảng 4-5 con nữa thì bắn chết cả đời. Nó hót để làm gì, nó hót để khẳng định cái mỏ, cái hót nó bắn xa.